Kính thưa quý vị và các bạn, dự báo sang đến ngày 12 tháng 3 của tuần này, một khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ bắt đầu di chuyển xuống phía Bắc của nước ta. Thời tiết tại miền Bắc bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt, trời lại chuyển nhiều mây, mưa và lạnh lại bắt đầu diễn ra tại khu vực này. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, về trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ. Về đêm và sáng trời lạnh và rét, với nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, về trưa và chiều giảm mây trời hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2, về đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 26 độ. Xuống đến thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, về trưa và chiều giảm mây trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh và rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Xuống đến thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong đêm nay và ngày mai ngày 9 tháng 3, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, vùng ven biển cấp 4. Riêng khu vực ven biển Ninh Thuận có nơi cấp 6, giật cấp 7. Nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ. Ở phía Nam có nơi trên 28 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 17 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 30 độ. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ, có nơi có nắng nóng như ở các khu vực miền Đông Nam Bộ lên đến 36 và 37 độ.